Rất nhiều. Giờ để tiếp theo chương trình thì quen tôi xin mời chị Ban Mai. À, chị Ban Mai còn đây không ạ? À? Có chị Ban Mai không? Xin mời chị Ban Mai nhé. Quen tôi xin mời chị Ban Mai. Ban Mai kính chào lại hết tất cả quý anh chị. Hoa Kỳ từ chối tiếp tế xăng cho các phi công Việt Nam Cộng Hòa để tác chiến ở Hoàng Sa và nói rất rõ lý do tại sao Hoa Kỳ không thể làm như vậy. Điều này chứng tỏ Hoa Kỳ không còn muốn dính líu gì đến miền Nam Việt Nam nữa. Chính phủ Hoa Kỳ đã cho tiết lộ hai tài liệu mật liên quan đến quan điểm của Hoa Kỳ về Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là biên bản hai cuộc họp về vấn đề Đông Dương ngày 25 tháng 1 năm 1974 và ngày 31 tháng 1 năm 1974 do Ngoại trưởng Henry Kissinger chủ trì. Trước khi trình bày về tài liệu này, để độc giả có thể nắm được vấn đề một cách dễ dàng, chúng tôi xin nói qua về tương quan lực lượng giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Trung Quốc khi biến cố Hoàng Sa xảy ra và lý do tại sao Hoa Kỳ từ chối không yểm trợ cho Hải quân và không quân Việt Nam Cộng Hòa chống lại Trung Quốc. Tương quan lực lượng. Tính đến năm 1975, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa có quân số lên tới 39.000 người, gồm 1.611 tàu thuyền đủ loại, được phân thành 5 vùng duyên hải, 2 vùng sông ngòi và 1 hạm đội tuần duyên với 83 chiến hạm đủ loại. Những chiến hạm có thể chiến đấu trên biển gồm các loại sau đây: 2 khu trục hạm, 7 tuần dương hạm, 8 hộ tống hạm, 9 tàu đổ bộ, 9 tàu đổ bộ và 4 tàu chở chiến. Với lực lượng như thế, quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể huy động để chống lại được quân Trung Quốc trên biển hay sao? Sở dĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể chống lại Trung Quốc vì các lý do sau đây. Thứ nhất, quân đội Trung Quốc vượt trội hơn quân lực Việt Nam Cộng Hòa về cả hải quân lẫn không quân. Trong trận Hoàng Sa, lực lượng hai bên chênh lệch một cách rõ rệt. Trung Quốc đã sử dụng một lực lượng hải quân hùng hậu gồm hơn 16 chiếc đủ loại, từ tàu đánh cá ngụy trang Nan Yu cho đến 2 chiến hạm loại Hai Nan 281 và 282, 2 chiến hạm loại Yên Lan 27 và 274 và 4 phi tiễn tỉnh Cô Man mang số 133, 137, 139 và 145. Trong khi đó, lúc đầu Hải quân Việt Nam chỉ có tuần dương hạm Lý Trường Kiệt, Hải quân 16. Những ngày tiếp theo, Việt Nam Cộng Hòa mới tăng cường thêm các chiến hạm Hải quân 4, Hải quân 5 và Hải quân 10. Thứ hai, Trung Quốc đã huy động cả hai lục không quân để áp đảo, trong khi Việt Nam Cộng Hòa không thể huy động không quân vì Hoa Kỳ tự giúp đỡ. Thứ ba, vì quyết chiếm Hoàng Sa, Trung Quốc đã hoạch định
kế hoạch hành động chu đáo. Khi lâm trận, họ đã áp dụng chiến thuật cài răng lửa, khiến hải quân Việt Nam Cộng Hòa không thể xoay trở được, khiến bị trúng kế hoạch. Tuy các chiến hạm Trung Quốc chỉ trang bị đại bác 100 ly, đóng ngoặc 3.9 inch, hay đại bác 85 ly, đóng ngoặc 3.5 inch, còn chiến hạm Hải quân 16 của Việt Nam Cộng Hòa có đại bác 127 và Hải quân 10 có đại bác 76.2. Nhưng Trung Quốc áp dụng chiến thuật ám sát các chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa trong khoảng cách gần, nên đại bác của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa không sử dụng được. Cho dù cuộc chiến xảy ra ở tầm xa, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng không thể thắng được, vì khi thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh theo đúng lịch trình của kế hoạch Accelerate Turnover to the Vietnamese, Hoa Kỳ có giao cho Việt Nam Cộng Hòa một số chiến hạm, nhưng họ đã gỡ đi các dàn phóng khí đạn được trang bị trên đó, trong khi nhiều chiến hạm Trung Quốc có trang bị dàn phóng phi đạn và được không quân viện trợ. Cảm ơn tất cả quý vị. Cho mời MC tiếp tục. Dạ, quên tôi xin cảm ơn chị Ban Mai và cũng kính chào tất cả các anh chị cô chú trong diễn đàn cũng như bên Facebook và các diễn đàn liên kết của các anh chị em chuyển âm về. Và một lần nữa quên tôi tiếp theo thì để quên tôi xin kính mời anh Rồng ạ. Dạ, kính mời anh ạ. À, vâng, một lần nữa Rồng tôi sẽ trở lại với chương trình. Kính chào tất cả quý anh chị em cũng như tất cả các chatter trong diễn đàn. Tôi xin chia sẻ bài viết của phóng viên Nguyễn Thành Đông nói về Thiếu tá Nguyễn Văn Thà. Hải quân Thiếu tá Nguyễn Văn Thà sinh ngày 16 tháng 1 năm 1943 tại Trảng Bàng, Tây Ninh, xuất thân khóa 12 trường sĩ quan Hải quân Nha Trang, cựu hàm trưởng Hải quân 604, Hải quân 331, nhậm chức hàm trưởng hộ tống hạm Nhật Tạo, Hải quân 10 từ 16 tháng 9 năm 1973. Có vợ, ba con, tuấn tiếc để được chìm theo chiến hạm ngày 19 tháng 1 năm 1974 trong trận hải chiến đẫm máu với Hải quân Đế quốc Trung Cộng Hoàng Sa. 13 huy chương đủ loại, trong số có đủ, có đệ ngũ đẳng, bảo quốc huân chương theo anh dược bộ tinh với ngành dương liệu. Tuy thăng Hải quân Trung tá, người chiến thắng trên dòng sông Cửu Long, tôi bước lên đài chỉ huy. Thiếu tá hàm trưởng có khuôn mặt trẻ măng, đầu đội nón sắt, ngực đeo chiếc phao, hơi màu xám đậm, tay cầm ống nhòm, đang chăm chú quan sát những bụi rậm khả nghi tại hai bên sông. Phía trước chiếc hạm, lệch về bên trái, ba thương thuyền chở đồ tiếp liệu đang lừng lững tiến theo hai khinh tốc đỉnh dẫn đường. Vị sĩ quan chỉ huy có khuôn mặt trẻ măng, đó chính là Hải quân Thiếu tá Nguyễn Văn Thà, hạm trưởng pháo hạm Hải quân 331 mà tôi đang được hân hạnh để theo viết một phóng sự sống về đoàn con voi tiếp tế Việt Nam. Thấy tôi bước lên đài chỉ huy với đầu trần, Thiếu tá Thà bỏ ống nhòm xuống hỏi: "Nhà báo không sợ súng à?" Tôi chưa kịp trả lời thì vị hạm trưởng đã chỉ thị một nhân viên lấy nón sắt và áo phao cho tôi. Ông tiếp: "Khi nhiệm sở tác chiến, nón sắt và áo phao bắt buộc phải có, nếu không muốn sớm về chầu Phật." Ông vừa nói vừa mỉm cười, dáng điệu thật vui tươi, trong khi đưa tay gỡ chiếc nón sắt đang đội trên đầu xuống, chìa ra trước mặt tôi. Tôi nhìn thấy nơi kẻ cấp hiệu ở phía trước nón sắt, một vết đạn vượt qua, làm thành một đường rãnh dài, khiến cấp hiệu thiếu tá
kẽ trên nón bị khuyết đi một góc. Anh thấy không? Nếu không có chiếc nón sắt này thì tôi phải về chầu Phật sớm rồi đấy. Thiếu gia Thà tiếp. Đây là một kỷ niệm đẹp trong đời tôi. Vì thế tôi không muốn thay nón sắt mới, viên đạn này đến thăm tôi trong một chuyến hộ tống con voi cách đây hơn một tháng. Thiếu tá Hà, có vẻ dễ khai thác nên tôi bắt đầu hành sự. Thưa hành trưởng, như vậy hành trưởng đã từng đi vào hộ tống nhiều đoàn con voi trên dòng sông Cửu Long này. Chuyến này là chuyến thứ hai, chuyến này là chuyến thứ ba. Hai chuyến trước chắc cũng có ít nhiều đụng độ với chúng. Trong trận đụng độ, hỏa lực của địch có đáng quan ngại không? Tất nhiên là đáng quan ngại. Tuyến phục kích thường chạy dài một cây số. Hỏa lực trung bình của địch là súng cối đại bác không dập 57 ly B-41. Tuy nhiên, còn một loại vũ khí khác đáng quan ngại hơn là loại hỏa tiễn tầm diệt. Thiếu tá Hà hỏi tôi, anh đã từng theo tiếp tế Nam Vang chưa nhỉ? Dạ chưa, đây là lần đầu. Ông mỉm cười. Vậy thì phải bình tĩnh, chắc chắn chuyến này cũng có lửa khói với để anh khỏi thất vọng. Vâng, bình tĩnh là nghề của phóng viên chiến trường, thưa hạm trưởng. Tốt, thiếu tá rời khỏi ghế ngồi và kéo tôi lại bàn hải đồ. Viên trung úy sĩ quan đương phiên đứng né sang một bên cho hạm trưởng đứng. Thiếu tá Hà lấy thước chỉ thị trên hải đồ. Chúng ta đang ở vị trí này. Những khúc cua phía trên đây là những điểm nghi ngờ địch tổ chức tuyến phục kích. Tin tình báo cho biết địch có một trung đoàn tập trung tại vùng này. Ông trở lại ghế ngồi và nhìn tôi. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Vấn đề đặt ra là mình phải đánh hơi đúng tuyến phục kích của địch để giành thế chủ động. Tôi để ý quan sát các hoạt động trên bông chiến hạm. Vì đại úy hạm trưởng, hạm phó đứng trên bông mũi trực tiếp chỉ huy khẩu đại pháo 40 ly, khẩu hải pháo 76 ly do sĩ quan đệ tam làm trưởng khẩu, các khẩu bích kích pháo 81 ly và đại bác 20 ly đều ở tư thế sẵn sàng tác xạ. Tại bon chính, sĩ quan cơ khí chỉ huy các toán phòng thủ và cứu thương, tất cả đều sẵn sàng đáp ứng mọi tình thế hiểm nguy trong khi tác chiến. Thiếu tá Hà tiếp, anh thấy đó, có ngừng bắn hòa bình gì đâu, hiệp định ngưng bắn đã bó tay bó chân mình trong lúc bọn giặc cướp cộng sản vẫn lợi dụng tự tung tự tác. Chúng tôi lúc nào cũng triệt để tôn trọng hiệp định, nhưng cộng sản đã xé rào tấn công và chúng tôi buộc lòng phải phản ứng tự vệ. Đối với những con chó cắn trộm, nếu không đập vào cho chúng gãy răng thì chúng sẽ sẵn sàng cắn trộm dài dài. Thiếu tá Hà dứt câu, hướng mắt về đôi cánh cò trắng bay dọc theo dòng sông phía trước mũi chiến hạm. Đôi cánh cò thông dong bay tới khoảng chiến hạm chỉ hơn một cây số thì xà xuống bụi cây tùm phía trước hữu ngạn. Nhưng chúng vừa xà xuống thì lại vụt bay lên, có điều hoảng hốt. Rồi hai mái tiếng phu tuyến phục kích của chúng ở đó. Thiếu tá Hà nhảy phốt ra khỏi ghế và tiếp tục ra lệnh cho nhân viên truyền tin, truyền lệnh cho các thương thuyền ép về tả ngạn, gia tăng tốc độ gian hành, truyền hai khinh tốc đỉnh, giảm tốc độ, chờ cho pháo hạm vượt lên rồi sẵn sàng triển khai hỏa lực và úi vào bể bãi nếu cần, để áp đảo tinh thần địch. Con tàu rú lên và lướt nhanh về phía mục tiêu, tất cả các họng súng đều hướng về phía hữu ngạn. Mục tiêu hướng 2 giờ, chuẩn bị tác xạ. Thiếu tá Hà vừa dứt lệnh, một tiếng nổ ầm bùng lên trước mũi chiến hạm chừng 10 mét. Và tiếp theo là một loạt Lance Bomber từ trong bờ tới tấp phóng ra. Bắn! Lệnh từ đại chỉ huy loan tin, tất cả các ổ súng đồng loạt khai khóa. Những lùm cây bị đốn ngã, cát, bụi, khói tung lên mù mịt bên bờ hữu ngạn. Địch cố gắng dồn hỏa lực tấn công, nhưng tuyến địch phục kích của chúng đã rối loạn và hiệu năng tác xạ mất chính xác. Một vài tên địch quá hoảng hốt đã không khỏi công sự thoát thân, nhưng đã bị bắn hạ trên đường tẩu thoát. Khi chiến hạm lướt khỏi chuyến phục kích, địch còn bắn lẻ tẻ đuổi theo chiến hạm. Thiếu tá Hà lại vận chuyển chiến hạm quay lại mục tiêu, làm cỏ những tên địch còn sống sót.
chiến trận xảy ra chưa đầy 20 phút, các ổ súng của địch hoàn toàn căm hồng. Kiểm điểm lại tổn thất của ta, chỉ có 2 chiến sĩ bị thương nhẹ, một số vết đạn xuyên thủng bạch tạo và đài chỉ huy, khinh tốc đỉnh và thương thuyền hoàn toàn vô sự. Thiếu tá hạm trưởng trở lại ghế ngồi, thở vào nhẹ nhõm và gỡ chiếc nón sắt khỏi đầu, rồi gọi phương tiện tải thương và tiếp tục gian hành. Các ổ súng duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Thiếu tá Thà lấy điếu thuốc lá gắn lên môi, đánh quẹo, rít một hơi dài. Ông ngồi tỉnh bơ, như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Lát sau, ông chép miệng. Thật tiếc, mình không được đổ bộ lên để kiếm tí cháo. Ông hướng về phía tôi. Nhà báo thấy chưa, hỏa lực của chúng mạnh ghê gớm nhưng mất yếu tố bất ngờ nên đành rã đám. Tôi nhìn thiếu tá Thà với sự khâm phục hoàn toàn. Quả thực tôi không ngờ vị thiếu tá trẻ tuổi, dáng dấp mảnh mai như một cô gái lại có thể bản lĩnh chỉ huy lì lợm như vậy. Trong khi điều khiển chiến hạm phản công địch, ông bình tĩnh, gan dạ đến như liều lĩnh. Trên đây là hình ảnh tôi ghi nhận được về hạm trưởng Nguyễn Văn Thà trong chuyến hộ tống đoàn tàu convoy tiếp tế Việt Nam Nam Vang trước khi ông được bổ nhiệm làm hậu trưởng hạm trưởng hộ tống hạm nhân tạo Hải quân 10. Phúc vinh quang đi vào lịch sử. Trong trận hải chiến lịch sử tại Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 1974, tôi không được hân hạnh theo đoàn chiến hạm tham chiến đánh đuổi quân xâm lăng Trung Cộng. Điều này làm cho tôi ân hận vì không được chứng kiến giây phút chiến đấu hào hùng của thủy thủ đoàn Hải quân 10 với chiến hạm Trung Cộng. Tôi băn khoăn về tin Hải quân 10 bị mất tích trong trận hải chiến hộ tống hạm với thủy thủ đoàn gần 80 người, với hạm phó Hải quân đại úy Nguyễn Thành Trí, sĩ quan giàu khả năng, chuyên môn, kinh nghiệm chiến trường đầy quả cảm, và trên hết là hạm trưởng Hải quân thiếu tá Nguyễn Văn Thà, sĩ quan trẻ, tài giỏi, chiến đấu lì lợm, từng được mệnh danh là người chiến thắng trên dòng sông Cửu Long, không thể nào mất tích được, chỉ có vấn đề chiến thắng và hy sinh oanh liệt mà thôi. Tôi nôn nóng chờ đón, và cuối cùng nỗi băn khoăn của tôi đã được giải tỏa khi tôi tiếp xúc với một số nhân viên thuộc thủy thủ đoàn Hải quân 10 đã đào thoát lúc chiến hạm sắp chìm và lênh đênh trên biển nhiều ngày trước khi được cứu vớt. Trong căn phòng ấm cúng của thương thuyền Scorpionella, quốc tịch Hòa Lan, nhóm thủy thủ đoàn Hải quân 10 đã sống sót, đã cho tôi biết giây phút chiến đấu hào hùng của thủy thủ đoàn Hải quân 10 và cái chết dũng liệt của người chiến thắng trên dòng sông Cửu Long. Trong những giây phút ghim xuống chờ đợi cuộc hải chiến lịch sử, nét mặt hạm trưởng Nguyễn Văn Thà trở nên lầm liệt, sắc lạnh. Ông luôn luôn di chuyển trên đài chỉ huy, dáng vẻ suy tư, dường như ông đang thiết trí trong óc một trận hải chiến để có thể giành yếu tố thắng trước kẻ thù xâm lăng đông đảo. Đôi lúc nét lầm lì, sắc lạnh trên khuôn mặt đã biến đi để nhường chỗ cho những giận hờn sôi động khi bọn Trung Cộng tỏ thái độ ngang nhiên gây chiến bằng cách vận chuyển chiến hạm của chúng đâm vào hông chiến hạm ta. Chúng tôi biết nỗi giận hờn đó trong lòng của ông đang được đè nén ghê gớm để tránh đi sự gây đụng độ trong khi chưa có lệnh. Nếu không vì sợ hậu quả vi lệnh, chắc chắn ông đã cho khai hỏa tiêu diệt ngay tàu địch và làm cỏ bọn xâm lăng trên đảo. Cuối cùng, việc gì phải đến đã đến. Sau khi bọn Trung Cộng trên đảo tấn công toán biệt hải của ta, các chiến hạm của ta cũng đồng loạt khai hỏa và vào các chiến hạm. Không chậm một giây, hai phân đội chiến hạm ta đồng loạt phản công. Trận hải chiến lịch sử xảy ra vào lúc 10 giờ 25 phút ngày 19 tháng 1 năm 1974. Dù trước số lượng chiến hạm đông đảo, trang bị hùng hậu của địch, 4 chiến hạm của ta gồm Hải quân 10, Hải quân 16, Hải quân 4 và Hải quân 5 vẫn hiên ngang xung trận,
phản công hữu hiệu và giáng lên đầu bọn xâm lăng những đoàn chí tử. Chỉ trong 5 phút đầu, tàu địch mang số 396 đã bị trúng đạn của Hải quân 10 bừng bừng bốc cháy. Sau đó, trước sức phản công mãnh liệt của Hải quân 16, Hải quân 4 và Hải quân 5, chiến tàu địch mang số 271 loại Kronstadt bị trúng thương, mất tay lái, quay vòng vòng rồi lủi vào bãi san hô để tự hủy. Bọn Trung Cộng, ý chiến hạm Đông đã toan tính dùng hỏa lực đánh đấm chiến hạm ta, nhưng trước sức phản công mãnh liệt của các chiến hạm Việt Nam Cộng Hòa, các chiến hạm Trung Cộng đã trở thành những con thiêu thân, lao vào ngọn lửa. Thêm một chiếc Kronstadt thứ hai mang số 274 trúng đạn, phát hỏa dữ dội, và rồi một chiến hạm thứ tư cũng chịu chung số phận. Cả vùng biển Hoàng Sa sục sôi lửa đạn, khói lên nghi ngút, đen cả góc trời, trông như những ngọn hỏa sơn đang trong thời kỳ phun lửa. Bị thất bại nặng nề trong màn đầu của trận chiến, bọn Trung Cộng lồng lộn lên, chúng tăng cường thêm nhiều chiến hạm khác để mong lật ngược thế cờ. Hai chiến hạm Trung Cộng mang số 281 và 282 vừa được tăng cường đã dồn hỏa lực vào Hải quân 10 để tấn công phục thù. Hải quân 10 bị trúng thương tại phòng máy chính, tàu nghiêng sang hữu hạm, hạm phó Nguyễn Thành Trí bị thương nặng, một số chiến sĩ đã hy sinh, máu loang trên bon chiến hạm. Hạm trưởng và thủy thủ đoàn Hải quân 10 không hề nao núng, một mặt tự cứu thương cho chiến hạm, một mặt khác dồn hỏa lực chống trả hai chiến hạm địch. Nhưng nhất hổ nan, địch quần hộ, thêm một trái pháo của địch bắn trúng đại chỉ huy Hải quân 10, hạm trưởng Ngụy Văn Thà và hạ sĩ nhất Đinh Hoàng Mai bị thương. Trong lúc chiến hạm bị chết máy và nghiêng tới mức nguy hiểm, trước tình thế tuyệt vọng, hạm trưởng ra lệnh cho nhân viên đào thoát. Đại úy hạm phó xin ở lại nhưng không được hạm trưởng chấp thuận. Sau khi hạm phó được di chuyển xuống bè, chúng tôi trở lên đài chỉ huy xin chuyển hạm trưởng xuống theo, nhưng ông đã vẫy tay từ biệt mọi người. Bên cạnh ông, hạ sĩ nhất Đinh Hoàng Mai thều thào xin được noi gương hạm trưởng, sống chết theo chiến hạm. Trong vùng lửa đạn mịt mù, chúng tôi tách bè khỏi chiến hạm trong niềm xúc động nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Lịch sử liệt sĩ Hoàng Sa. Buổi tối tại phòng làm việc trong Bộ Tư lệnh Hải quân, người họa sĩ đang truyền hình ảnh Hải quân. Cao, cặp mắt sáng ngời dưới đôi hàm mi xanh đậm, quai hàm vuông đầy nét cương nghị, anh là hạm trưởng Ngụy Văn Thà, người chiến thắng trên dòng Cửu Long ngày xưa và bây giờ đã hiên ngang đi vào lịch sử. Anh là vị chỉ huy đầy thao lược, quả cảm, đầy đức tính hy sinh, chu đáo quá. Anh luôn là người đi trước, từ những việc nhỏ nhặt như đóng niên liệm cho quỹ tương trợ sĩ quan Hải quân khóa 12, anh cũng đã đi trước các bạn đọc cách đóng một lượng cho cả 3 năm, hay 1973, 1974, 1975. Anh thương vợ, yêu con, hiếu thảo với song thân, chu toàn bổn phận với gia đình và bằng hữu. Trên cương vị chỉ huy, anh là người quả cảm và đầy thao lược. Anh đã giữ đúng truyền thống hào hùng của quân chủng Hải quân, hạm trưởng phải sống chết theo tàu. Anh thực sự là anh hùng bất tử của Hoàng Sa bất diệt. Sự hy sinh dũng liệt của anh đã làm cho mọi người kính phục, làm rạng danh cho quân chủng Hải quân và tạo hãnh diện cho giống nòi Việt Nam từ ngàn xưa chưa bao giờ chịu khuất phục trước kẻ thù cường bạo. Xin được xưng tụng anh bằng danh từ vinh dự nhất, Ngụy Văn Thà, liệt sĩ Hoàng Sa. Người viết Nguyễn Thành Đông, và mến mời MC. Dạ, bên tôi xin cảm ơn tất cả các anh chị, cô chú, cảm ơn anh Rồng, và cảm ơn các anh chị trong hiện diện trong diễn đàn cũng như bên Facebook, và các anh chị đã truyền âm về các room và liên hệ trong phong thoát. Dạ, xin chào chị Cập Biển và chào tất cả các anh chị, cô chú. Và dạ, để tiếp theo chương trình thì bên tôi xin mời Diễm Diễm nha.
Dạ, Diễm Diễm cảm ơn Quỳ Hương. Diễm Diễm mến chào hết quý cô chú, quý anh chị trong diễn đàn và bên Facebook nhé. Dạ. Xin Diễm gửi đến một bài đọc vinh danh anh hùng Nguyễn Văn Vượng. Anh hùng biệt hải Nguyễn Văn Vượng, biệt hải và thủy thủ Khiêu Bốn sinh hoạt chung với nhau rất hòa nhập vui vẻ, vì cùng chung tinh thần chiến đấu diệt giặc tàu. Toán phó kim tiền sát viên biệt hải Nguyễn Châu đã ghi lại như sau: chiếc khách Khiêu Bốn được lệnh tiếp tục chạy sang hải phận của đảo Quan Hòa. Suốt đêm đó, trên tàu đã cho mở nhiều bản nhạc hùng ca, toàn lời hay ý đẹp, như để nhắc nhở bổn phận của người lính hải quân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải hết sức giữ gìn lãnh hải và hải đảo Hoàng Sa do tiền nhân để lại, dù có phải hy sinh tánh mạng, đã làm nức lòng người nghe, trong đó có toán biệt hải chúng tôi. Khu trục hạm Trần Khánh Dư luôn luôn tưởng nhớ Nguyễn Văn Vượng, người biệt hải xung phong đi tiếp đạn cho sân giữa Hắc Khiêu Bốn. Các anh hùng Hắc Khiêu Bốn ra đi trong giờ phút quyết liệt. Hồi ức từ một đồng đội biệt hải của anh ghi nhận như sau: trong lúc hai bên giao tranh dữ dội, quay mặt lại, tôi thoáng thấy biệt hải Nguyễn Văn Vượng bị thương khá nặng, đang được anh em dìu vào phía trong. Cuộc hải chiến tiếp tục mãi cho đến 30 phút sau mới chấm dứt. Khi Hắc Khiêu Bốn trên đường xuôi nam, thì biệt hải Nguyễn Văn Vượng từ trần, một phần vì vết thương anh quá nặng, phần nữa vì trên tàu thiếu phương tiện và thuốc men cấp cứu, nên anh đã vĩnh viễn ra đi, để lại người vợ cưới chưa được bao lâu, đứa con chưa tròn 5 tuổi. Cuộc hải chiến hào hùng của các chiến sĩ hải quân, các toán hải kích người nhái và toán biệt hải thuộc sở phòng vệ duyên hải, nha kỹ thuật tại quần đảo Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đã nói lên ý chí và sự quyết tâm lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa quyết chiến đấu để giữ gìn lãnh hải do tiền nhân để lại, không bao giờ sợ hãi trước đoàn quân xâm lăng của Trung Cộng. Bức hình biểu tượng nổi tiếng trong hàng chục tấm hình về hải chiến Hoàng Sa, có một bức hình nổi tiếng đã trở nên huyền thoại, một như là một biểu tượng cho tinh thần hải quân Việt Nam chiến thắng trong trận hải chiến Hoàng Sa. 2. Đó là hình ảnh khu trục hạm Trần Khánh Dư. Hắc Khiêu Bốn đang xung kích dũng mãnh sân giữa chiến, hạm lửa cháy đỏ ngời, khói đen ngùn ngụt mịt mù bao phủ khắp nơi, tràn lan xuống cả biển xanh. Hậu cảnh bức tranh là tàu địch đang thả khói mù ngụy trang. Phần cảnh này được nhiều mạng lưới Trung Cộng diễn tả rất chi tiết, như tâm điểm của trận Thư Hùng Chính tại Hoàng Sa, một sĩ quan hải quân thiếu úy Nguyễn Phúc Xá và một đoàn viên hạ sĩ vận chuyển Nguyễn Thành Danh của khu trục hạm Trần Khánh Dư với sự giúp sức của chiến sĩ biệt hải Nguyễn Văn Vượng, trong khi vừa tác chiến vừa phải cứu hỏa dập tắt ngọn lửa kẻ thù, cả ba vị anh hùng đã anh dũng hy sinh tại chỗ này. Những phút cuối cùng của trận hải chiến, tàu radar khu trục hạm Trần Khánh Dư Hắc Khiêu Bốn đang một mình tả xung hữu kích giữa hạm đội Trung Cộng 271/274/396 tập trung cận xạ sau những loạt trao đổi
hải pháo cuối cùng này với HQ-4, toàn thể lực lượng Trung Cộng bị tê liệt. Tìm lại tài liệu Trung Cộng, không thấy hình ảnh các chiến hạm HQ-5 và HQ-16 khi chiến hải Kronstadt phía 12 giờ của HQ-4 được cắt điệu lố lăng. Thực sự thì mũi tàu đã trên san hô, súng 85 ly tàu này hướng lên đảo không còn bắn được về phía HQ-4 nữa. Tất cả tàu bạn Hải quân Việt Nam đã rút từ lâu, HQ-4 bơ vơ tác chiến một mình. Hạm trưởng vẽ đường về Đà Nẵng. Giữa lòng chúng ta có thể có việc gian cho bọn tàu HQ-4 bị nhiều lời gièm pha thóa mạ, phủ nhận chiến công. Mỗi lần xem lại lá thư của Hải quân Đại tá Nguyễn Viết Tân, tư lệnh biệt hải, khi bị bạo bệnh, được Việt Cộng thả khỏi trại tù, đã qua đời ngay khi vừa về đến nhà, chúng tôi còn xúc động. Nghìn năm ghi ơn tình người chiến binh và căm thù, quân phản bội, xương máu, mồ hôi, nước mắt công lao, HQ-4 cùng biệt hải, xin thắp nén nhưng nhang lòng để tri ân những anh hùng đã hy sinh vào trận Hoàng Sa. Diễm gửi lại mic cho ban điều hành nhé. Dạ, một lần nữa Quyên tôi xin kính chào tất cả các cô chú và anh chị đến với diễn đàn tưởng niệm các anh hùng hải chiến Hoàng Sa. Thưa các anh chị, thì cái diễn đàn này anh em chúng tôi cùng nhau mở để mà có những ngày buổi lễ kỷ niệm tưởng nhớ thì chúng tôi mới mở, thì chúng tôi không có mở thường xuyên. Nên mong rằng các anh chị sau này thì có những buổi lễ lớn thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục để mở mà thực hiện cái chương trình như thế này, cũng như là vấn đề mà biến cố một thân, vân vân. Thì để tiếp theo chương trình thì mời quý anh chị cô chú cùng chia sẻ cái tâm tư về trận hải chiến Hoàng Sa. Và trước hết thì quen tôi bây giờ thì cũng mong rằng các anh chị cô chú đưa bàn tay của mình lên để mà có những cái ý kiến gì đó, thì mời các anh chị cho những cái ý kiến. Dạ bây giờ có chú Khánh Hòa đây này, anh Khánh Hòa đây này, anh Khánh Hòa có ở đây không, thưa anh Khánh Hòa? Anh Khánh Hòa, mời anh Khánh Hòa, mời bàn tay tất cả các anh chị. Có thể thì chị xót xa cho tôi mời anh Khánh Hòa trước nha. Để dẫn quên Khánh Hòa rồi sau đó thì mời các anh chị cùng đưa tầm tay mình lên để mình trao đổi về cái cuộc chiến mà hải chiến Hoàng Sa 19 tháng 1 1974. Và sau khi mà các anh chị ở Việt Nam thì các anh chị không có được tham gia, thì bây giờ các anh chị tham gia với chúng tôi. Tại chị không thấy trong quanh, chị không thấy. Dạ xin mời, cái máy chị có lẽ là không được rồi. Dạ mời anh Khánh Hòa. Vâng, thành thật cảm ơn chị yêu quê hương rất nhiều. Vâng, thì cũng xin lỗi anh chị xót xa cũng như chị dân tộc tự khuyết thì lên thì góp ý ngắn thôi rồi sau đó thì giơ tay lại. Thì thưa quý anh chị, thì như hồi đầu tôi có góp ý với anh Đỗ Thông Minh đó, nhưng tiếc rằng anh Đỗ Thông Minh không có thì giờ, thành ra cuối cùng tôi nghĩ rằng hôm nay chúng ta có thể thì chia sẻ những cái đề tài về những cái truyền thống mà giữ nước mà thể hiện rõ nét nhất là 74 sĩ quan và binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã thể hiện những cái gương gọi là hy sinh, những cái lòng can đảm để giữ nước nó như thế nào. Bên cạnh đó thì như tôi cũng đã đề nghị, chúng ta cũng có thể chia sẻ về những cái tham vọng điên cuồng của cái dòng dân Hán mà đến nay thì là nhóm tàu cộng nó điên cuồng, nó muốn chiếm cực các nước liên bang, nó muốn xóa sổ các nước liên bang như thế nào. Bên cạnh đó thì tôi cũng muốn cùng quý anh chị chia sẻ
về cái thái độ gọi là ơn hèn, cái thái độ khiếp nhược của Đảng Cộng sản Việt Nam nó như thế nào. Thì vâng, đó là những cái mà tôi đề nghị để cùng quý anh chị, nếu mà được, chúng ta hôm nay chúng ta sẽ đào sâu trong những cái đề tài đó. Vâng, thì đi cũng xin tạm gửi lại cho anh hay chị làm MC nha. Rồi sau những anh xót xa chia sẻ chị dân tộc được quyết thì tôi sẽ giơ tay tiếp. Anh Khánh Hòa ơi, anh cứ góp ý theo cái chương trình có cái đề tài ngày hôm nay đi, đâu có gì đâu anh. Rồi tới anh, rồi tới chị xót xa, rồi tới chị dân tộc tự quyết, và cũng mời tất cả các anh chị đưa vào cái đề tài mà của ngày hôm nay của mình là tưởng niệm các anh hùng hải chiến Hoàng Sa. Mong rằng các anh chị đưa thêm bàn tay của mình lên đi. Không biết là thấy trong này có nhiều anh lắm, anh Tây Ninh rồi vân vân. Mấy mời các anh chị đưa bàn tay lên nha. Thì anh Khánh Hòa có trở lại để nói cái đề tài này nữa không anh Khánh Hòa? Thôi thì bây giờ thì anh có thể nói được thôi. Vâng, cái chị xót xa có thể cho ý kiến về cho về cái đề tài tưởng niệm á, đề tài tưởng niệm ngày hôm nay đi chị, rồi đề tài tưởng niệm ngày hôm nay rồi chị. Anh Khánh Hòa ơi, mời cái bàn tay anh trở lại nha, mời anh lên anh cầm mic lại nha anh. Vâng, thì thôi thế này, xin lỗi cho chị xót xa cũng như chị dân tộc tự quyết, cho tôi nói hơi lâu một chút về cái đề tài mà tổ tiên của chúng ta dựng nước và giữ nước nó như thế nào. Đây là cũng nằm trong cái đề tài mà chúng ta tưởng nhớ đến 74 vị sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để mà giữ nước như thế nào. Thì thưa quý anh chị, như chúng ta đã biết, ngày xưa đó, cái dòng giống Việt của chúng ta đó là ở phía nam nước Tàu, dưới dòng sông Dương Tử. Hồi đó có rất nhiều cái giống dân. Nhưng mà chúng ta phải tự hào rằng tổ tiên của chúng ta đã luôn luôn, thưa các anh chị, gọi là chống lại cái của quân Hán. Và cuối cùng, mặc dầu tổ tiên của chúng ta khi mà từ cái thời nhà Tần đó, nó đánh những cái giống dân Việt của chúng ta từ miền Nam nước Tàu, tổ tiên của chúng ta đã phải chạy xuống cái vùng đồng bằng gọi là sông Hồng miền Bắc của chúng ta. Nhưng mà trong khi đó thì rất nhiều những giống dân khác bị quân Hán, bị quân Tần đồng hóa, và giờ này thì nó không còn gọi là tên của các giống dân đó nữa. Ngay như những cái giống dân ở miền Bắc nước Tàu, thí dụ chúng ta nhớ ngày xưa có những cái giống dân Liêu, những cái giống dân nhà Thanh, thì cuối cùng là giống dân Hán đó, họ đã đồng hóa hết. Thì chúng ta phải tự hào rằng tổ tiên của chúng ta khi mà chạy xuống vừa chống quân Tần, vừa chống quân Hán, và chạy xuống đồng bằng sông gọi là Hồng ở miền Bắc, thì từ đó tổ tiên của chúng ta đã lập ra cái nước Việt Nam của chúng ta. Và từ đó thì theo cái sử sách thì chúng ta đã biết là tổ tiên của chúng ta đã hy sinh rất nhiều để mà bảo vệ cái mảnh đất đó. Thì cũng giống như hồi nãy tôi đã dẫn chứng lịch sử Việt Nam, ngay như hai bà Trưng của chúng ta khi mà đứng lên gọi là chống quân Nam Hán đó,
thì biết rằng cái sức của mình nhỏ bé, nhưng mà vẫn gọi là đứng lên sống và đã hy sinh. Và chúng ta đã thấy sử sách nêu gương các vị tướng của hai bà Trưng, rất nhiều những nữ tướng đã tuần tiết ở sông Nhĩ Hà. Thì đến giờ này thì chúng ta cũng trở lại, thưa các anh chị, cái sử gần nhất của chúng ta là vào năm 1974. Thì chúng ta cũng thấy 74 vị sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Trước cái tình hình như hồi nãy tôi đã trình bày cùng quý anh chị, cái điểm thứ nhất là vào cái thời điểm đó thì người Mỹ đã đi đêm, đã ký kết với Tàu Cộng. Và người Mỹ đã có những cái dấu hiệu để báo cho Tàu Cộng rằng người Mỹ nhất định gọi là rút khỏi Việt Nam. Thì dù rằng Tàu Cộng hay là Nga Cộng hay bất cứ nước nào xâm chiếm cái miền Nam Việt Nam, người Mỹ cũng sẽ đứng ngoài. Mặc dù trong cái tình trạng nguy hiểm đó, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà đại diện là 74 vị sĩ quan và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng, thưa các anh chị, hy sinh thân mình để viết lên một cái vết son của lịch sử. Cũng giống như chúng ta cũng đã thấy ngày nay, người dân Việt của chúng ta còn cái niềm tự hào cho đến ngày nay là qua những cái hình ảnh tuần tiết của hai bà Trưng, qua những cái hình ảnh, thưa các anh chị, tuần tiết của Trần Bình Trọng, hay qua những cái hình ảnh của anh hùng Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Giang. Thì cái sử gần nhất của chúng ta đó là vào mùng 1, 19 tháng Giêng năm 1974, thì 74 vị sĩ quan cũng như quân binh sĩ, sĩ quan và binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng biết rằng trong cái trận chiến thì kẻ thù của chúng ta, thưa các anh chị, có rất nhiều tàu chiến, và trong lúc đó thì cái lực lượng hải quân của Việt Nam của chúng ta có những phần lại do những người Mỹ làm cố vấn, thì cũng đã cột tay của chúng ta trong cái giới hạn phần nào. Và cuối cùng thì những cái chiến hạm, những cái tàu hải quân với 74 vị sĩ quan cũng như binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng đã can trường và đứng lên, thưa các anh chị, chống Tàu Cộng. Mặc dù bị thua, nhưng mà chúng ta cũng đã thấy rằng cũng đã ghi một cái nét son, thưa các anh chị, trong cái vấn đề sử Việt Nam. Bây giờ lại trở lại thì như tôi đã thưa với quý anh chị đó là cho đến ngày nay thì, thưa các anh chị, rất nhiều cái coi lại sử sách ngày xưa vào những cái thời nhà Tần, vào những cái thời nhà Hán, thì miền Nam nước Tàu có rất nhiều cái giống dân, nhưng mà đã bị cái giống dân Hán họ đồng hóa. Đặc biệt, thưa các anh chị, chỉ có cái giống dân Việt Nam, thưa các anh chị, đã kiên cường và đã tồn tại cho đến ngày nay. Và một trong những cái vị, thưa các anh chị, thủ tướng cũng khá nổi tiếng ở Đông Nam Á, đó là ông Lý Quang Diệu. Ông Lý Quang Diệu, ông ấy đã phải thốt lên về cái bản tính của người Việt Nam của chúng ta, đó là một cái giống dân, thưa các anh chị, có tiềm năng, và một cái dân giống, thưa các anh chị, có những cái khả năng đặc biệt. Tuy nhiên, chúng ta phải buồn đau mà thấy rằng tại làm sao một cái giống dân, thưa các anh chị, đã có một cái lịch sử oai hùng từ ngàn xưa, và một cái giống dân mà chính một cái người lãnh đạo khá uy tín ở Đông Nam Á là ông Lý Quang Diệu cũng phải công nhận cái tiềm năng, cái khả năng, cái tài năng của giống dân Việt Nam. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra ngày hôm nay cho chúng ta là tại sao đất nước của chúng ta, dân
tộc của chúng ta có những cái tài năng, có những cái khả năng vậy. Nhưng hiện nay thì có thể nói đất nước của chúng ta là một cái đất nước có thể bây giờ còn thua xa cả các nước Mã Lai, thua xa cả các nước Philippines, thua xa ngay cả nước Campuchia. Thì cái lý do tại sao đất nước của chúng ta, thưa các anh chị, gọi là nó tụt hậu, thua kém những cái nước mà thưa các anh chị như những Mã Lai, như những Singapore, như những Philippines. Cái lỗi đó, thưa các anh chị, có phải là do cái Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa các anh chị, nó đã làm, thưa các anh chị, tất cả những cái tinh anh, những cái khí phách của dân tộc Việt Nam, thưa các anh chị, đã bị chôn vùi trong mấy chục năm Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền hay không? Thì từ đó, Glad tôi sẽ chia sẻ cùng quý anh chị, thưa các anh chị, cái chính sách từ Hồ Chí Minh cho tới những Lê Duẩn, những Lê Đức Thọ, cho tới những Lê Đức Anh, và hiện nay cho tới những Nguyễn Phú Trọng, thưa các anh chị, ngốc vùi dập người dân Việt Nam như thế nào, và những cái hành động, thưa các anh chị, đối với dân mình thì vùi dập, trù dập, đàn áp, nhưng mà nó hèn hà, nó đi quỳ lì từ Hồ Chí Minh, nó dâng đất từ những cái vùng ở biên giới cho tới những cái hải đảo như thế nào. Thì lát tôi sẽ giơ tay lại và tôi sẽ cược chia sẻ tiếp với quý anh chị về cái sự hèn hà của cái Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào. Nhưng mà trước khi chia sẻ về cái sự hèn hạ của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì tôi sẽ nói về cái chính sách gọi là điên cuồng, thưa các anh chị, xâm chiếm các nước lân bang của cái dòng dân Hán. Và điển hình là hiện nay cái chính sách của Tàu Cộng nó mong muốn, thưa các anh chị, nó bành trướng, nó chiếm hải, chiếm đảo, chiếm đất nước của chúng ta như thế nào. Vâng, thì cũng thấy hai bàn tay, tôi xin gửi lại mic cho chị quê hương tôi nha. Dạ, vâng, cảm ơn anh Khánh Hòa, và cũng mong rằng cái bàn tay của anh sẽ tiếp nối chương trình sau đó. Dạ, để tiếp theo thì quên tôi cũng mời các anh chị đưa bàn tay lên để cùng chúng ta cùng nói về cái trận hải chiến Hoàng Sa. Để tiếp theo thì quên tôi xin mời anh Trọng Nhân ạ. Dạ, cảm mời anh. Dạ, Trọng Nhân xin cảm ơn chị quê hương tôi Việt Nam. Và Trọng Nhân cũng xin kính chào quý chị trong diễn đàn. Và trước hết thì cho phép Trọng Nhân xin hỏi quý chị là tiếng của Trọng Nhân có đến được diễn đàn không ạ? Dạ, tôi cảm ơn chị Vinh Thu Huy. Dạ, kính thưa quý anh chị, Trọng Nhân rất là vui mà được tham dự cái buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ anh hùng của Hải quân Vũ lực Việt Nam Cộng Hòa ngày hôm nay, để tưởng niệm lại 44 năm sau cái trận chiến Hoàng Sa. Cái điểm mà Trọng Nhân có một cái điểm sâu sắc nhất, thứ nhất là Trọng Nhân thấy rằng trong cái cuộc tổ chức cái buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay á, nó có những cái điểm đặc biệt mà Trọng Nhân muốn nêu lên thôi, là những điểm đặc biệt đó. Cái điểm đặc biệt thứ nhất á, là Trọng Nhân thấy được rằng cái sự tổ chức này là một cái sự kết hợp hài hòa, vui vẻ, trang nghiêm và rất là thứ tự. Mà thành phần tổ chức là quý anh chị trong diễn đàn, mà trong các thành phần tổ chức này á, Trọng Nhân nhìn thấy được rằng một cái điểm đặc biệt là cái thế hệ thứ nhất cùng với cái thế hệ thứ hai toàn thể quý anh chị đã kết hợp lại để tổ chức một cái buổi lễ tưởng niệm những anh hùng của Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cái trận chiến ngày 9 tháng Giêng năm 1974 với lại Trung Cộng.
Vì sự thật thưa quý anh chị, sau 44 năm của cái trận chiến ở Hoàng Sa đó, người dân Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại, đặc biệt là không chỉ riêng cái thành phần thế hệ thứ nhất mà cả thành phần thế hệ thứ hai và các thành phần kế tiếp nối tiếp theo sau đều không quên được những cái anh hùng chiến sĩ hải quân đã hy sinh trong cái cuộc chiến đó, đã nói rằng cái cuộc chiến thì bắt buộc phải có cái sự chết chóc và hy sinh. Nhưng trong cái cuộc chiến ngày 19 tháng Giêng năm 74 giữa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cùng với lại cái bọn xâm lược Trung Cộng, thì nó có, ngoài cái sự chết chóc đó, nó còn có một cái điểm mà đặc biệt trọng nhân muốn nêu lên đây cùng với anh chị. Một cái trận chiến mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nhìn thấy được cái sự thất thế của mình, cái sự hy sinh của mình, nhưng vẫn anh dũng cương quyết để thực hiện cái sự bảo vệ cái toàn quyền lãnh hải của đất nước Việt Nam nói chung và thời điểm đó là của miền Nam Việt Nam nói riêng. Cái cuộc chiến này, những cái nổi bật rất nhất ở trong cái cuộc chiến này là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã nhìn thấy được cái kết quả trong cái cuộc chiến đó rồi. Có nghĩa rằng chiến đó nó sẽ yếu hơn lực lượng của địch. Nghĩa rằng cái sự hy sinh bắt buộc phải có, cái sự chết chóc bắt buộc phải đến. Nhưng vẫn cương quyết để thực hiện. Cái hành động này đã nói lên cho chúng ta nhìn thấy được hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và những anh em chiến sĩ tham dự cuộc chiến đó nói riêng là một cái tinh thần yêu nước, bất quốc, hy sinh và nhất là cái lòng yêu tổ quốc Việt Nam của hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Là bởi vì cái cuộc chiến này, những người tham dự cái cuộc chiến đó là ngành hải quân, họ cũng đã nhìn thấy được rằng lực lượng của hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cái tình thế mà thua kém cái hải quân của Tàu Cộng về chất lượng cũng như là cái số lượng, không phải chỉ riêng về hải quân không mà cả lục quân và không quân Việt Nam Cộng Hòa chúng ta cũng thua kém. Là bởi vì sao? Là bởi vì nếu chúng ta dùng đến cái quân thì cái không quân của mình với những cái chuyến bay chiến đấu đó không thể tham dự giúp đỡ hoặc là yểm trợ được anh em hải quân vì cái khả năng của những cái chiếc máy bay chiến đấu đó nó không có thời gian để giúp đỡ. Khi bay ra tới đó rồi chỉ còn hoạt động chỉ có 10 phút, 15 phút để quay trở về vì lý do kỹ thuật. Trong khi đó thì lực lượng hải quân không phải chỉ có cái nhiệm vụ là bảo vệ cái lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa mà thôi. Bên cạnh đó, hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn phải yểm trợ và giúp đỡ cái đơn vị bạn, tức là những cái đơn vị bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để chống lại, yểm trợ lại cái sự
gây ra chiến tranh của Cộng sản Bắc Việt. Thành ra do đó, theo cái thực tế, mình phải nghĩ cho nó rõ ràng là Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không thể nào mà tiên liệu được hay là chuẩn bị được một cái cuộc chiến chống lại với Hải quân Trung Cộng mạnh hơn Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên mọi phương diện. Bằng chứng cụ thể quý anh em nhìn thấy, quý anh chị em thấy được rằng cái chiến hạm mà HQ-10, tức là cái chiến hạm Nhật Tảo, trong khi đó vẫn còn ở trong cái thời gian để tăng trang lại, để sửa chữa lại, bởi vì cái máy chính của chiếc hạm đó cũng không thể hoạt động được, hoặc là những cái hỏa lực ở trên cái chiến hạm đó cũng không được mạnh mẽ, không được tăng trang mới. Có nghĩa rằng những cái khẩu vũ khí ở trên cái chiến hạm đó phải sử dụng điều chỉnh bằng tay, bằng cái tay của người chiến sĩ, nhưng mà được lệnh vẫn trên con đường tiến ra Hoàng Sa để cùng với những chiến hạm bạn của mình, chiến hữu của mình, để chống lại với cái giặc Tàu có cái ý đồ xâm lược biển đảo của Việt Nam Cộng Hòa. Thật ra do đó mà Trọng Nhân tham dự cái buổi lễ tưởng niệm này, và Trọng Nhân cũng nghe quý anh chị em đã tham gia vào để nói lên hoặc đọc những cái bài viết để nói lên cái tình trạng cái cuộc chiến này, thì Trọng Nhân muốn nêu lên cái điểm đặc biệt, đó là một cái cuộc chiến mà Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu với một cái tinh thần hy sinh bất khuất, mặc dù biết rằng lực lượng của mình còn yếu kém hơn lực lượng của địch, nhưng vẫn chấp nhận lệnh để chiến đấu và chấp nhận hy sinh cái mạng sống của mình. Cái điểm thứ hai mà Trọng Nhân muốn xin nêu lên, cái điểm mà hồi nãy Trọng Nhân cũng có nghe diễn giả Công Minh có đề cập đến một cái vấn đề là trong cái cuộc chiến đó, Huê Kỳ cũng đã cảnh báo cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa biết được rằng Cộng nó sẽ sử dụng những cái cơ chiến đấu để nó tham chiến. Thưa quý anh chị, cái điểm này Trọng Nhân không có đồng thuận, là bởi vì quý anh chị em nhớ rằng cái việc mà trên cái thế giới này, trên tất cả những cái quốc gia, cái thực hiện về vấn đề nhân đạo là cái ưu tiên một, cái ưu tiên nhất của một cái quốc gia tự do dân chủ. Trong cái cuộc chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 7, kêu gọi Huê Kỳ về cái địa đạo cứu vớt, thế mà cũng bị bỏ quên đi, thì á, Trọng Nhân nghĩ rằng Huê Kỳ không bao giờ mà có cái lời cảnh báo với lại Việt Nam Cộng Hòa rằng coi chừng Tàu Cộng nó sử dụng phi cơ chiến đấu để nó tham chiến. Mà cái việc mà Việt Nam Cộng Hòa có cái dự trù chiến đấu, dùng phi cơ chiến đấu để tham dự vào cái cuộc chiến đó là do một cái sự tinh thần yêu nước của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và các cấp lãnh đạo, chứ không phải là do cái cảnh báo gì của Huê Kỳ cả. Cái điểm thứ hai chót mà Trọng Nhân muốn xin nêu lên đây á, một cái đặc điểm ở trong cái cuộc chiến này, thì quý anh chị em mình khi nghe tất cả những cái sự diễn tiến của cuộc chiến đó,
đều nghĩ tới một cái điều là người lính hải quân chấp nhận hy sinh trong cái cuộc chiến mà thấy cái mặt thua kém về phía mình mà vẫn chấp nhận hy sinh. Và cái điểm thứ hai, quý anh chị em nên hiểu và thông cảm cho cái sự quyết định khó khăn nhất của các cấp chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc bây giờ, từ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu xuống đến Tư lệnh Hải quân và đến Tư lệnh Dùng một chiến thuật. Họ đã đắn đo, họ đã nuốt nước mắt để họ ra lệnh khai hỏa ở trong cái tình trạng kém cỏi với lại địch trước mắt như vậy, mà họ phải ra lệnh, rồi những cái chiến sĩ hải quân phải hy sinh. Đó, tóm lại tất cả những thành công này là do cái tinh thần yêu nước bất khuất và một cái tấm lòng luôn luôn trung thành với tổ quốc để bảo vệ cái chủ quyền của tổ quốc, nhất là cái chủ quyền của cái lãnh hải của Việt Nam Cộng Hòa. Đó thì Trọng Nhân xin chia sẻ một vài cái suy nghĩ của Trọng Nhân ở trong cái buổi lễ tưởng niệm ngày hôm nay. Và cuối cùng thì Trọng Nhân cũng lại một lần nữa, Trọng Nhân xin cảm ơn toàn thể quý anh chị đã tham dự cái buổi lễ tưởng niệm này, nó vô cùng cảm động. Và nhất là Trọng Nhân rất là cảm ơn quý anh chị em đã trong cái ban tổ chức đã thực hiện cái buổi lễ ngày hôm nay. Và cái điểm đặc biệt nhất mà Trọng Nhân nhìn thấy đó là một sự kết hợp hài hòa, một cái kết rất là vì tình yêu dân tộc, vì thể hiện nhắc lại những cái cử chỉ, những cái sự hy sinh của những người chiến sĩ hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, của cái giới, của cái thế hệ thứ hai kết hợp với cái nhất để thực hiện một cái buổi lễ đẹp nhất và cảm động nhất, đầy đủ nhất hôm nay. Và một lần nữa Trọng Nhân xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và Trọng Nhân xin gửi mic lại cho chị Vương Tô Việt Nam. Dạ vâng, Trọng Nhân xin được thay thế chị Quê Hương Tôi một lúc nha. Rất là ngạc nhiên, đi kiếm Chiến Hữu Minh đỏ mắt không thấy đâu, hôm nay tự nhiên thấy xuất hiện này, trong cái gọi là cái phần đặc biệt như thế này. Thì như thế này, thật sự mà nói Trọng Nhân xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị em đã đóng góp trong cái buổi sinh hoạt hôm nay. Không ngờ là cái chương trình nó kéo quá dài như vậy. Có một số anh chị em nghĩa là đang là truyền âm và có thể nói là họ không thể tiếp tục mà kéo dài hơn lên được nữa. Thì bây giờ trong anh có một người ở trong thành phần này và anh cũng đã nghĩa là chờ từ sáng sớm đến giờ, phải nói là chờ từ sáng sớm đến giờ. Thì bây giờ đó mà anh nằm ở trong cái chương trình nữa, anh thử đã bây giờ trong bắt buộc xin lỗi tất cả quý anh chị đã nhiệt tình nghĩa là giơ tay đóng góp, cả chú Khánh Hòa nữa, thì trong bây giờ đó là trong xin được phép để mà mời anh gọi là anh ngày xưa thân ái, anh ngày xưa thân ái nghĩa là vào trong room chờ suốt từ sáng sớm cho đến bây giờ, mà bây giờ đó thì anh cũng phải chấm dứt cái chương trình của anh ấy, thì trong anh xin lỗi tất cả quý anh chị để anh ngày xưa thân ái chia sẻ cái phần của anh ấy. Và sau cái phần ngày xưa của anh ngày xưa thân ái đó thì Trâm xin được chú Khánh Hòa còn giơ tay, còn dân tộc, còn chị dân tộc Trực Quyết, còn chị Xót Xa, thành thử ra cái vấn đề này đó là Trâm xin dành cho MC Việt Hải. Ok, nhưng mà thật sự thì chú Khánh Hòa là người mà diễn đàn mời vào, phải nói là nhân vật chính, cũng như là Ấn Độ Thông Minh là hai nhân vật chính của diễn đàn, thành thử ra chúng ta cần quan tâm đến những vị này để không có phải gọi là mất thì giờ cho những vị này đã nghĩa là chuẩn bị những cái bài để mà chia sẻ cho chúng ta.
Thì trong anh bây giờ đây, trong anh xin được mời anh ngày xưa thân ái nha. Rồi sau ngày xưa thân ái thì anh Việt Hải điều khiển chương trình. Cảm ơn chị Trâm Oanh. Thưa quý anh chị, những nhà nghiên cứu hải sử có mặt tại khúc quanh lịch sử Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 đều thừa nhận, mặc dù đột ngột tan hàng, song Hải quân Việt Nam đã thực hiện trọn vẹn sứ mạng của Tổ quốc Việt Nam giao phó để bảo vệ tự do cho dân tộc trong suốt quá trình ngăn chặn làn sóng đỏ do Đảng Cộng sản Việt Nam phát động thành một cuộc chiến nhiệt ngã huynh đệ tương tàn. Suốt quá trình 23 năm bảo vệ nước, căn cứ vào những mốc thời gian quan trọng thì thành quả đạt được của quân chủng có thể chia làm 3 giai đoạn. Đặc biệt chú trọng đến sự lớn mạnh của giang lực và duyên lực. Giai đoạn khó khăn hình thành, giai đoạn chậm chạp phát triển, giai đoạn nhanh chóng bành trướng. Giai đoạn hình thành quân chủng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1952 đến năm 1957. Ngày lịch sử đau buồn mùng 1 tháng 9 năm 1858 cũng là ngày đánh dấu khởi điểm suy tàn của triều đại nhà Nguyễn, khi đề đốc Hải quân Cứu tướng de Genouilly chỉ huy 2.500 lính viễn chinh Pháp và 1.000 lính thuộc địa Tây Ban Nha với 14 chiến hạm vào cửa Đà Nẵng bắn chìm các chiến thuyền Việt Nam, chiếm các pháo đài, bắn đảo Sơn Trà rồi giao cho Hải quân Đại tá Tujon chấn giữ. Đến ngày 11 tháng 2 năm 1859, de Genouilly lại dẫn các chiến hạm trên vô cửa Cần Giờ đánh tan các chiến thuyền và đồn bót do đề đốc Trần Chí đang tổ chức phòng thủ tại Vịnh Gầy Giái. Thừa thắng tiến lên thượng nguồn, ngày 18 tháng 2 năm 1859, quân Pháp lại tấn công đổ bộ quy mô từ bờ sông vào thành Gia Định, thành Vỡ, án sát Lê Tứ và hộ đốc Vũ Huy Minh đều tuần tiến.